Kính chào các bạn ngày hôm nay Chủ nhật ngày 3 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam chế độ mafia chính trị kết hợp với kinh tế. Một người Pháp đã từng cắm cờ giải phóng của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam trước Hạ viện của Việt Nam Cộng Hòa vào năm 1970 nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng những năm tháng dài sinh sống và đồng hành cùng người dân Việt Nam đã giúp ông nhìn thấy rõ chế độ mà ông từng ủng hộ nay đã trở thành một hệ thống mafia chính trị kết hợp với kinh tế, đầy tham nhũng và chà đạp con người, không xứng đáng và không phù hợp với quan niệm sống của ông về con người và nhân quyền. Từng được chính quyền Việt Nam tôn vinh như một anh hùng quốc tế và được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết đặc cách cấp quốc tịch Việt Nam với tên Hồ Cương Quyết vào năm 2009. Ông André Meras đã nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng, ngày xưa ông ủng hộ chính quyền miền Bắc vì không thể chịu đựng nổi cảnh người dân chết chóc trong thời gian chiến tranh ở Việt Nam, và nghĩ rằng chỉ có cách đó mới giúp chấm dứt được cái ác do chiến tranh gây ra. Đây là hình ảnh ông Meras André Hồ Cương Quyết, người có hai quốc tịch Pháp và Việt Nam. Ông nói tiếp, bởi vì tôi không đi theo chính quyền nào, tôi không đi theo một ý thức hệ nào, tôi đi theo con người, tình trạng của con người tại chỗ. Hồi xưa tôi là giáo viên, tôi 20 tuổi là cao thủ bóng bầu dục ở Pháp, có nghĩa là tôi không quan tâm đến chính trị, không biết Marx, Lenin, không thuộc về công đoàn nào. Khi tôi đi xe gắn máy ở nông thôn Việt Nam vào năm 1968 hoặc Tết Mậu Thân vào năm 1969, tôi thấy tình trạng của người dân ở vùng đó bị đánh bom, bị chết trên đường, bị thương ở bụng. Làm sao tôi chịu nổi? Chiến tranh là cái ác nhất trên thế giới này. Vậy nên tôi đã phản ứng như một thanh niên Pháp yêu đời và không chấp nhận tình trạng đó. Tôi đã làm như thực tế tôi thấy, không phải theo ý thức hệ. Ông Meras đã kể lại với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ như vậy. Tuy nhiên, điều mà chàng thanh niên André Meras lúc đó không ngờ tới là vài chục năm sau đó, chính mình lại là người lên tiếng phản đối chính quyền mà mình đã từng tâm huyết ủng hộ. Ông nói tiếp, những giá trị của tôi vẫn còn đây, nhưng tôi thay đổi về vấn đề đi theo ai, không theo ai hay chính quyền nào, bởi vì tôi thấy ở Việt Nam một thực tế rất rõ là người dân bị chính quyền cướp quyền và coi thường, bị đàn áp. Một đảng là đảng Cộng sản đã không tôn trọng con người dân và tham nhũng. Không phải tham nhũng ít mà là tham nhũng khổng lồ, là một hệ thống mafia chính trị, cấu kết với kinh doanh, lưu manh và nữa tôi thấy họ hèn với Trung Quốc. Ông André Meras đã nói như vậy. Sau bộ phim Hoàng Sa, nỗi đau mất mát nói về cuộc sống của ngư dân miền Trung của Việt Nam trước hiểm họa Trung Quốc, ông André Meras mới đây đã công bố bộ phim mới có tên Việt Nam, tiếng gào thét từ bên trong. Trong đó quy tụ nhiều tiếng nói là những công thần của chế độ như Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, bác sĩ Hoàng Tấn Mẫn, nguyên Phó Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, cựu tù chính trị Lê Công Dầu, nhà văn Nguyên Ngọc, nghệ sĩ ưu tú Kim Chi và nhiều trí thức khác như giáo sư tiến sĩ Chu Hảo, nhà giáo Phạm Toàn, giám mục Nguyễn Thái Hợp, luật sư Đặng Đình Mạnh và nhiều người nữa. Ông Meras nói, bộ phim mà ông đã âm thầm thực hiện một mình suốt 2 tháng là nhằm để ghi lại những tiếng gào thét về sự thật bên trong một xã hội không thực sự hòa bình như trên bề mặt của nó. Đây là hình ảnh ông Hồ Cương Quyết phía bên phải thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp được ghi nhận vào năm 2009. Ông cho biết thêm, một số người hồi xưa đã chiến đấu, đã phục vụ chế độ này, nhưng từ từ họ không chịu đựng được sự bất nhân, cái ác của chế độ toàn trị này và cảm thấy bị phản bội. Giống như bản thân tôi, những giá trị mà tôi chiến đấu vì con người, vì hòa bình, thì tôi thấy chế độ này chà đạp, họ ăn mày dĩ vãng và làm ngược lại, lợi dụng cái đó. Trong phim Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, người đã 104 tuổi và có thể thấy thính lực đã không còn tốt, thừa nhận rằng Việt Nam cần phải thay đổi, mà trước tiên là phải có dân chủ. Không có dân chủ chả được cái gì, vị tướng Cộng sản này đã nói thêm như vậy. Theo đạo diễn, nhà làm phim tự do người Pháp, bộ phim có tính lột trần sự thật này không hề nằm trong ý định ban đầu của ông. Năm ngoái, ông Meras đã trở về Việt Nam với dự tính thực hiện bộ phim tài liệu mới về Trường Sa. Nhưng sự kiện một người bạn bị bắt sau khi dự buổi họp mặt với các trí thức đã bị khiến ông hoàn toàn thay đổi ý định và quyết tâm thực hiện một bộ phim về nhân quyền. Một số người đã xin tôi quay, ghi lại lời nói của họ. Tôi không xin, họ xin. Họ vui mừng vì có cách để nói mà ở bên nước ngoài và trong nước có thể nghe được. Tôi rất ấn tượng về thái độ của họ. Họ làm không phải vì họ, vì cuộc đời của họ ở sau lưng rồi, mà vì thế hệ mới, vì tương lai của đất nước. Những người đó là những người rất yêu nước. Ông Meras đã cho biết thêm.
Công dân Việt Nam gốc Pháp này nói rằng, với hơn nửa thế kỷ sống với người Việt, từ lâu ông Meraz đã xem Việt Nam là đất nước của mình và ông có quyền và có trách nhiệm nói lên những điều tốt đẹp nhất cho đất nước. Nhà làm phim người Pháp hiện đang nỗ lực phổ biến bộ phim ra quốc tế với mong muốn tiếng nói của các trí thức trong phim sẽ được lắng nghe và bên ngoài biết tình trạng thực sự của con người trong xã hội hòa bình mà Đảng Cộng sản vẫn hay nói tại Việt Nam. Họ phải biết chế độ này đã tuyên chiến với nhân dân và tiêu biểu là vụ Đồng Tâm khi hàng ngàn cảnh sát cơ động đã tấn công một làng nhỏ, nông dân, những người bình thường đã phục vụ chế độ này từ mấy chục năm và hành quyết một ông già đã bị tàn tật và tàn phế ngay trên giường một cách man dợ. Như vậy thì chế độ này là của ai? Ông Meraz đã nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ như vậy. Mượn câu nói quan nhất thời dân vạn đại của người Việt, ông André Meraz nói ông tin chắc rằng Việt Nam sẽ phải thay đổi, dù ông không muốn và không dám đưa ra bất cứ một dự đoán nào về tương lai của quê hương thứ hai này. Đây là hình ảnh người dân Đà Nẵng lên tàu chạy trốn Đảng Cộng sản khi tấn công vào cuối tháng 3 năm 1975. Ông nói, tôi đã học một điều phải rất khiêm tốn khi nói về lịch sử. Khi tôi nói đến Việt Nam, tôi không bao giờ nghĩ tôi sẽ treo cờ giải phóng. Khi tôi đã treo cờ giải phóng thì không nghĩ mình còn sống mà sẽ bị bắn chết. Sau đó không nghĩ mình sẽ bị tù. Tôi nghĩ sau đó 5 năm thì hết bom đạn, khói lửa Việt Nam. Nhưng ông Võ Văn Kiệt đã nói, không nghĩ rằng triệu người sẽ buồn. Như một cách nói ở Việt Nam, hay nói là quan nhất thời dân vạn đại, nghĩa là tình trạng ở Việt Nam bắt buộc sẽ phải thay đổi. Có thể tôi không được nhìn thấy ngày đó, nhưng chắc chắn rằng tôi biết đó là dân vạn đại, nghĩa là người dân, dân chủ sẽ thắng. Việt Nam sẽ có một thể chế và chế độ, một xã hội dân sự và lành mạnh, đó là một điều chắc chắn, ông Meraz khẳng định. Và cũng nhân ngày giải phóng thống nhất đất nước, theo cách gọi của bên thắng cuộc, nữ nhà báo Bạch Hoàn cũng viết tiếp trên Facebook của mình như sau. Ai người thắng, ai kẻ bại, nhân dân đều thiệt. Cô viết, dẫu những năm tháng đất nước rơi vào cảnh nổi da sáo thịt đã là quá khứ, dẫu mọi thứ bây giờ đã thuộc về lịch sử, nhưng có lẽ vẫn còn quá nhiều thứ cần nhìn lại để những nỗi đau rỉ máu và vết thương của dân tộc được chữa lành. Tôi thực sự muốn ngày 30 tháng 4 có thể trôi qua trong lặng lẽ, nhưng chiều nay ở siêu thị, người ta phát loa ra giả hân hoan chào đón ngày lễ lớn và tưng bừng khuyến mãi để khách hàng được nhận niềm vui trọn vẹn. Và rồi về nhà lên Facebook, đập vào mắt là sa sút của một cậu ca sĩ đang được nhiều người mến mộ nói về ngày 30 tháng 4. Trong sa sút ấy, cậu ca sĩ biệt danh Đen Vâu vẫn giữ đúng tinh thần giải phóng miền Nam. Và thông tin được biết, tôi không biết nói và chào mừng thế nào và hân hoan làm sao khi chính cố thủ tướng Võ Văn Kiệt cũng đã từng nói đây là ngày mà đất nước có triệu người vui nhưng cũng có triệu người buồn. Đây là hình ảnh người dân miền Nam tranh giành phía sau chiếc máy bay trực thăng của quân đội Mỹ khi nó hạ cánh trên quốc lộ 1 tại Xuân Lộc vào ngày 14 tháng 4 năm 1975. Đến bao giờ họ mới thôi sắt muối vào nỗi đau của những người thua cuộc? Mà ai đã thua, ai mất mát? Xin được trả lời rằng đó chỉ có thể là nhân dân. Ai là người thắng, ai là kẻ bại, nhân dân đều thiệt hết. Tôi không trách ca sĩ Đen Vâu, suy cho cùng cậu ấy là bản sao của sản phẩm nền giáo dục này. Tuy nhiên, tôi thấy tiếc vì cậu ấy đã không tự tìm tòi, không tự mở mang đầu óc và mở rộng tầm mắt để nhìn tri thức được bồi đắp và thành người làm văn hóa thay vì hành nghề giải trí. Và quan trọng là để cậu ấy không tiếp tục truyền bá tư duy ngày giải phóng và những cái đầu của người hâm mộ cậu ấy. Blogger Bạch Hoàn viết tiếp, tôi thấy tiếc nhưng không có nghĩa là tôi quy trách nhiệm cho cá nhân nào. Đây là vấn đề phải giải quyết ở thượng tầng, giáo dục phải thay đổi, đặc biệt là lịch sử của những cuộc chiến mà ở đó người Việt bị chia tách làm hai phía, máu người Việt này đổ xuống bởi bàn tay của người Việt khác. Cái gì thuộc về quá khứ, hãy trả lại cho quá khứ một cách trọn vẹn. Thể chế nào, chính quyền nào rồi cũng phải song phẳng với nhân dân, đối diện với lịch sử. Lịch sử ấy là lịch sử đúng như những gì đã diễn ra, dù thịnh hay suy, dù hùng tráng hay bi ai, thịnh vượng hay suy tàn. Và lịch sử không thể là những dòng mô tả, ý chí của bất cứ bên nào, dẫu là kẻ thắng hay người thua. Người thắng cuộc phải biết khiêm nhường để người thua cuộc có thể đứng lên. Nhà báo Bạch Hoàn đã kết luận như vậy. Và ông Ngô Trường An cũng đưa ra cảm nghĩ của mình trên trang Facebook cá nhân về ngày giải phóng với tựa đề Hãy nhận định cho rõ. Đây là hình ảnh cảnh kẹt xe lại tái diễn khi người dân Sài Gòn đổ ra đường đi chơi lễ 30 tháng 4 năm 2020 sau khi lệnh cách ly xã hội được giải tỏa. Mấy ngày này trên mạng xuất hiện nhiều dòng trạng thái bình luận chỉ trích miền Bắc đem quân vào tấn công miền Nam. Có người còn lớn tiếng dân miền Bắc đói khổ nên tìm đường vào Nam ăn cướp chứ giải phóng gì. Ông Ngô Trường An nêu lên vấn đề. Tôi chẳng hiểu những người này trong giai đoạn đó sinh ở miền Bắc có dám chống lại chính quyền Cộng sản Việt Nam để từ chối nhập ngũ hay không nhỉ?
với những chính sách hà khắc quản lý con người bằng hộ khẩu và tem phiếu thì bạn chạy đi đường nào mà không tổng quân lên đường vô nam. Chẳng ai muốn xông vào lửa đạn, 9 lần chết, 1 phần sống để ăn cướp đâu, các bạn ơi. Phải nói rõ ràng thế này, tấn công cưỡng chiếm miền Nam là tập đoàn Cộng sản Việt Nam. Tập đoàn này bao gồm cả người Nam và người Bắc. Quý vị chỉ chút căm hận lên đồng bào miền Bắc là vô tình tha thứ cho đám người miền Nam. Đó là những người Nguyễn Thị Bình, Huỳnh Tấn Phát, Lê Đức Anh là thủ lĩnh của mặt trận giải phóng miền Nam đấy ạ. Ai ném bom vào nhà hàng Mỹ Cảnh giết chết hơn 50 thường dân, người Nam hay người Bắc? Ai đặt mìn giật sập khách sạn Caravan, người Nam hay người Bắc? Ai lái máy bay ném bom xuống Dinh Độc Lập vào năm 1974? Ai đặt mình phá cầu, xả súng vô xe khách, ném bom vô chợ, người Nam hay người Bắc? Câu hỏi cũng được đặt ra. Nếu không có người miền Nam theo Cộng sản thì bộ đội Bắc Việt có giỏi đằng trời cũng không làm gì được miền Nam đâu ạ. Đánh ở đâu, mục tiêu nào, đường đi nước bước ra sao đều do Cộng sản miền Nam dẫn đường chỉ lối. Và chính họ đã gây ra cảnh máu chảy đầu rơi cho bà con ruột già của mình chứ không ai khác. Vào năm 1967, quyền lực cao nhất đã thuộc về tay Lê Duẩn. Ông là người miền Nam chứ không phải người Bắc. Chính ông cùng với Phạm Văn Đồng ở Quảng Ngãi, Võ Chí Công ở Quảng Nam phát động chiến dịch Mậu Thân kinh hoàng, gây ra bao cảnh tang thương cho đồng bào miền Nam từ Bến Hải dập vô đến Sài Gòn. Đây là hình ảnh các nhà lãnh đạo nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa bao gồm Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, Lê Duẩn đã vui mừng khi nghe tin Trung Quốc đã chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa sau khi hải chiến xảy ra vào ngày 19 tháng 1 năm 1974. Và chính ông Lê Duẩn là người đẩy bộ đội miền Bắc lao vào các cuộc chiến đẫm máu ác liệt như mùa hè đỏ lửa Quảng Trị, Khe Xanh, Đồng Xoài, Ba Tơ và cuối cùng là chiến dịch mang tên Hồ Chí Minh, là người dân, dù là miền nào cũng chẳng ai muốn lao vào chém giết lẫn nhau đâu quý vị ạ. Đành rằng cái nôi Cộng sản ngự trị ở miền Bắc nhưng không có nghĩa là toàn dân miền Bắc đều ủng hộ Cộng sản. Chính họ bị nhà cầm quyền bịt mắt, che tai, đẩy vào Nam theo tuyên truyền của người Nam quá khổ, ngày đêm đang giên xiết dưới gót giày của Mỹ ngụy để khơi lòng thù hận của họ. Và nếu trong gia đình nào không có người chịu đi và có người trốn không đi lính thì cả nhà họ bị cắt lương, nhu yếu phẩm trong một cơ chế bao cấp từ cây kim sợi chỉ đến quả trứng. Vậy còn đường nào để cả nhà sống mà không phải tòng quân? Câu hỏi được đặt ra. Nếu có trách nhiệm thì trách bọn ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng sản. Cái bọn mà cha mẹ nó ốm đau được chính quyền chữa trị, không tốn xu nào, con cái học hành từ nhỏ đến lớn, chính phủ cũng chẳng lấy đồng nào, nhà không có ruộng đất, chính phủ cấp cho cày. Vậy mà vẫn bỏ nhà cửa, vợ con lên rừng theo Cộng sản, để rồi đêm đêm mò vào làng xóm, thành phố, đốt nhà, giật cầu, khủng bố dân lành. Và chính cha tôi là nạn nhân của bọn này. Chúng bắt cha tôi dẫn đi thủ tiêu, khi ấy tôi vừa tròn 6 tuổi, tức là năm 1964. Tóm lại, nếu không có mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, thì Cộng sản Bắc Việt không thể cưỡng chiếm miền Nam dễ dàng như thế. Điều này phải nhận định cho rõ, chứ các vị cứ chút hết thù hận lên đầu người đồng bào miền Bắc mà không đoái hoài gì đến người miền Nam là không đúng đâu. Facebook, Ngô Trường An đã đưa ra kết luận như vậy. Các bạn vừa theo dõi bản tin Chủ nhật ngày 3 tháng 5 năm 2020, Việt Nam chế độ mafia chính trị kết hợp kinh tế. Các bạn hãy bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de